Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vật Vào Lốc đây. Thì hôm nay mình sẽ mang cho anh em một cái website có thể giải được những cái bài toán cao cấp về ma trận nhá, hay là những bài toán liên quan đến môn đại số tuyến tính anh em ạ. Đó, các bài toán liên quan đến ma trận như là tính định thức này, tìm hạng này, rồi giải hệ phương trình bằng các phương pháp như là khử gau hoặc Cramer nhá, hay là tìm ma trận nghịch đảo ấy. Đấy, nói chung là tất cả những bài toán liên quan đến ma trận nhá. Đó. À, thì cái trang web này tiếp khờ nhá anh em nhá. Đây anh em ghi cho mình là Matrix nhé. Car nhé. Đó anh em đây. Matrix Car nhé anh em nhé. Ấn tìm kiếm này. Đó. Đây. Anh em ấn cho mình ngay vào cái dòng địa chỉ đó là matrixcar.org nhé. Đấy. Cái trang web này mình sẽ ghim ở dưới phần mô tả của video hoặc là phần bình luận nhé. Anh em có thể ấn vào đây là trực tiếp vào luôn này. Đó. Thì ở cái trang web này nó có thể là tính toán ma trận này, giải hệ phương trình tuyến tính này, tính định thức này, tính giá trị riêng và vector riêng nhé. Đó. À, bằng tất cả các phương pháp luôn. Thì cái ma thì cái website này thì có thể là giúp anh em có thể giải được những cái bài tập khó nhá, hoặc là tham khảo một số cái cách giải bài tập ở trên đây nhá, bằng tất cả các phương pháp ấy. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái đầu tiên đó là cách tìm đâu ạ? Đây. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái đầu tiên đó là cái bài tập về tính định thức nha anh em nhá. Đây, mình sẽ tính cho anh em cái định thức của ma trận cấp 2 này đây, 5273 nhá. Để tính được định thức ấy, thì anh em sẽ ấn cho mình vào cái mục là tính định thức ở đây nhé. Đó, ấn vào. Hello everybody, and thank you for sharing. À, cái trang web này nó miễn phí này, nó có một số cái quảng cáo nhé, anh em thông cảm. Ok, bây giờ mình sẽ, đây là cái ô vuông để mình có thể nhập được cái số để tính ma trận này nhé. Nhập vào đây, nó là cái ma trận đấy. À, rồi. 5273 nhé. 5 này. À, để anh em di chuyển sang các ô khác ấy, thì anh em có thể ấn mũi tên nhé. Mũi tên lên, di chuyển trái phải lên xuống ở máy tính của anh em ấy. Đó, 52 này, xuống dòng này. 7 này, 3 này, hoặc anh em có thể click chuột vào ấn như bình thường thôi. Đó, thì nó sẽ nhanh hơn. Ok nhá, sau khi mà anh em nhập một cái ma trận bất kỳ vào trong những cái này đấy, mà nếu mà cái ma trận của anh em mà nó còn thừa những cái ô này này, đó, thì anh em sẽ ấn cho mình vào cái dấu trừ nhá. Đó, ấn vào dấu trừ, bây giờ cho nó vừa cái cỡ của ma trận thì thôi nhá, thì là ma trận cỡ 2x2 nhá. Đó, hoặc nếu anh em muốn tính ma trận khác ấy, thêm ấy, thì anh em có thể ấn vào dấu cộng này này. Đấy, dấu cộng thì để thêm ô nhá. Đấy, để đổi cỡ của ma trận, anh em nhìn chưa, rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là anh em nếu mà anh em có thể là ấn nút sang trái hoặc sang phải đây này, anh em ấn ra tận ô ngoài cùng này, xong anh em ấn thêm một phát nữa, ấn thêm một phát sang phải nữa là nó sẽ thêm một ô nhé anh em nhé. Đó, ok chưa, hoặc em có thể ấn dấu cộng dấu trừ ở đây để thêm bớt ô nhé. Đó, cái dấu trừ này đây nhá, cái cỡ của ma trận này 5273 này nhá, mình sẽ tính định thức của ma trận này nhá. Thì bây giờ để tính được ra kết quả ấy, thì anh em đây nó sẽ có các phương pháp này, khai triển theo cột này, theo hàng này, đưa các phần tử cột về không nhá. Thì bây giờ mình sẽ khai triển cái này theo cột nhé anh em nhé. Đó, cái này quá là dễ rồi. Đây, nó sẽ có đáp án luôn cho anh em bằng 1 nhé. Đây, mình sẽ xem nó có phải... Đây, đúng bằng 1 luôn đấy anh em nhé. Bằng 1 này. Đó, đây là mình sẽ thử bằng... xem nào. Đây, bằng phương pháp là đưa tất cả các phần tử hàng về không nhé. Ok, đây, nó sẽ có... Đây, đưa các phần tử hàng về không đây. Nó sẽ có các... đây, nó sẽ có lời giải chi tiết cho anh em nhé. Bằng 1 nhé. Đó, ok chưa? Đấy, hoặc là sử dụng phương pháp khử gau này. Đó, anh em nhìn chưa? Đây nó có nhân này, dòng 2 này, nhân mấy trừ 7/5 nhân dòng 2 trừ đi 7/5 nhân với dòng 1 nhá, thì nó sẽ ra này. Đó. Đây nhá, đây là nó có chi tiết giải của cho anh em nhá, từng phương pháp một đấy. Ok, đây mình sẽ thử nhập một cái định thức khác nhá, một cái định thức cao hơn này. Đây. 213 này. 213. 2. Đây nhá, 213. 532 này. 5 này. 3 này. 2 này. 143 nhá. 1 4 3. Đây, anh em đã xóa bớt ô đi này, để cho nó vừa này. Ok. Đây, nó sẽ khai triển theo cột này. Đó, anh em nhìn chưa? Nó sẽ có lời giải chi tiết cho anh em luôn và kết quả của cái ma trận này, định thức của ma trận này bằng 23 nhá anh em nhá. 1 4 5 3 2 1 3. À, mình nhập nhầm anh em ạ, 213 ấy, không phải 212. 213 nhá. 532. 532 143. Ok, đấy, mình sẽ ấy lại nhá. Khai triển theo cột này. Đây kết quả bằng 40 nhá anh em nhá. Đây, kết quả của định thức ra bằng 40 nhá. Định thức của ma trận này bằng 40. Đây kết quả cũng bằng 40 nhá anh em nhá. Đó. Nó có chi tiết giải luôn cho anh em làm mà chưa biết làm nhá. Đấy, hoặc là sử dụng quy tắc tam giác này.
Đây, quy tắc tam giác luôn này, nó có giải chi tiết luôn. Đây. Bằng 40 nhá anh em nhá. Đấy. Vì đây là quy tắc tam giác nhá. Hoặc là có thể đã bằng phương pháp thử rau này. Đó, nhiều luôn. Được chưa? Ok nhá. Thì đây là phần tính định thức nhá. Em có thể tính định thức các ma trận khác nhau nhá, ma trận cỡ khác nhau á, có thể nhiều lắm. Đấy. Đấy. Nhiều luôn, chứ không phải là cứ ma trận cấp 3, cấp 2 mới được đâu. 4, 5, 6 được hết nhá. Tất cả các loại ma trận nhá, đều tính được. Đó, thì đây là phần tính định thức của ma trận nhá. Tiếp theo là phần đây. Tiếp theo là phần giải phương trình nhá, giải phương trình nhá. Đây mình sẽ ấn vào phần giải phương trình này. Giải phương trình tuyến tính này. Nói chung là cái giao diện của trang web này cũng dễ là dễ dễ dùng thôi. Anh em có thể học một tí là anh em biết dùng ngay mà. Đó. Hello everybody. And thank you for sharing. Ok, đây là phần phương trình nhá. Mình sẽ nhập cái phương trình này vào này. 201 2 0 1 142 142 051 0 0 5 1 trừ 1 7 và 5 nhé. Trừ 1 7 và 5. Ok, xóa bớt đi này. Trừ 1 7 và 5. Đó. Đây thì nó sẽ đây, giải bằng định lý Kramer nhá anh em nhé. Ok chưa? Đây nó sẽ ra kết quả đây, trừ 3 0 và 5 nhá. Đó anh em chưa? Này lại không có kết quả anh em ạ. Nhưng mà giải ở trên đây nó ra kết quả luôn nha anh em này. Đó. Đấy là giải bằng phương pháp Kramer nhé anh em nhé. Đây 210 và trừ 35 này. 210 và trừ 35 nhé anh em nhé. Hãy mẫu nghiệm duy nhất. Đây, kết quả đây. Hoặc là giải bằng phương pháp thử gâu này. Đó. Đây, kết quả đây. Nó sẽ ra tất cả những cách giải luôn cho anh em nhé. Đây là phần về giải phương trình nhé. Tiếp theo là phần về tính toán ma trận, là hai ma trận nhân với nhau hoặc là hai ma trận cộng với nhau nhé. Thì anh em sẽ vào cho mình cái mục là tính toán ma trận này. Hello everybody and thank you for. Đó, thì đây này, nó sẽ ra hai cái ma trận như này cho anh em. Anh em sẽ nhập số của ma trận A vào và số của ma trận B vào nhá. Anh em ấn là được. Đây, mình sẽ tìm một cái bài kiểu kéo dạng thế luôn nhá. Rồi. Đây ví dụ mình nhân hai cái ma trận này đi. Này lại không có đáp án anh em ạ. À đây có đáp án đây. Đây nhá, mình nhân hai cái ma trận này nhá. 1 3 trừ 2 4 0 trừ 3 này. 1 này, 3 này, trừ 2 này. 4 này. 0 4 0 trừ 3 nhá. Trừ 3. Đây anh em sẽ ấn bớt dòng đi. 4. Rồi thêm này. 4 0 này. Trừ 3 trừ 2 trừ 2 ấy sang bên đây cũng vậy nhá. Trừ 2 3 1 nhá. Trừ 2 này 3 này 1 này trừ 4 0 3 nhá. Trừ 4 0 3 trừ 4 này 0 này 3 này đó là 2 trừ 3 trừ 4 nhá. 2 này trừ 3 này trừ 4 này mình xem đúng chưa. 2 trừ 3 4 thôi. Ok đấy, sau khi mà chúng ta nhập xong hai cái ma trận này đấy thì để hai cái ma trận này nhân với nhau thì anh em sẽ ấn cho mình vào đây nhá. Đây này, A nhân B này đấy, nó tức là ma trận A nhân với ma trận B. Đây nó đã ghi rõ nhá. Đấy, để hai ma trận nhân với nhau thì như này, được chưa? Đó. Đây kết quả ra là trừ 18 này, 92 này, trừ 14, 21, trừ 8 này. Rồi kết quả đây. Trừ 18, 92, trừ 14, 21, trừ 8 nhá. Đấy kết quả đúng luôn anh em này.
Đó, thì đây là hai ma trận nhân với nhau để nhân thêm số cho. Đây anh em sẽ để ý cho mình nhá, cái dòng đó là 2a cộng 3b này. Đó thì đây chính là nhân thêm số vào ma trận nhá. Đấy, ví dụ như đây mình sẽ ấn là 2a đi, 2a 2a cộng b đi. Đấy, ông em ấn cho mình cái phần dấu bằng ở bên bên đây nhá. Ma trận phải có cùng à ừ, đúng rồi, ma trận phải có cùng cỡ thì mới nhận được anh em ạ. Đây thì mình sẽ thêm thêm một cái nữa nhá. Đây. 4 này, 5 này, 6 đi. Đây. Ok nhá. Đấy anh em nhập vào này. Anh em dấu bằng này. Đấy, lập tức nó sẽ ra kết quả nhá. Đây, nhân một số vào ma trận đây. Đấy. Ra kết quả luôn nhá. Đó. Rất dễ thôi. Tiếp theo là các phương pháp tìm, như là tìm hạng này, tìm ma trận nghịch đảo này, hay là chuyển vị nhá. Để tìm hạng của một cái ma trận ấy, của một ma trận thôi chứ không phải hai ma trận nhân với nhau ấy, thì anh em sẽ, đây anh em chỉ nhập nhập một bên thôi nhá, anh em chỉ nhập một cái ma trận A thôi nhá. Đó, xong rồi em ấn cho mình là tìm hạng nhá. Đấy thì lập tức nó sẽ ra danh của danh tức là hạng anh em ạ. Hạng của cái ma trận A này là bằng 3 nhá. Đấy. Nếu mà chỉ tính một ma trận thôi nhá. Đấy, còn nếu mà tìm hạng của hai ma trận nhân với nhau mà ra muốn ra hạng, muốn ra hạng ấy, thì anh em sẽ nhập tiếp ma trận B vào nhá. Đấy là tìm hạng này. Đấy, thì nó sẽ ra kết quả là tìm hạng này. Về tính định thức của ma trận này cũng có luôn ở đây này. Đó. Rồi nhân chuyển vị này. Đấy, chuẩn bị tức lại đấy, nó sẽ ra luôn này. Rồi chéo hóa ma trận này. Nó sẽ ra này. Đó, anh em nhìn chưa? Chéo hóa ma trận thì ít khi dùng nhá anh em nhá. Thì tìm ma trận nghịch đảo này. Đấy, nó sẽ ra ma trận nghịch đảo cho anh em nhá. Chi tiết là phương pháp này, đây này. Để chi tiết phương pháp giải thì anh em sẽ đây. Phương pháp Gauss này. Đó. Nhìn chưa? Ra chi tiết luôn, rất là dài luôn. Đây, giá chi tiết là dòng 2 nhân dòng 2 trừ đi dòng 1 nhân 4 này thì ra này. Đó. Dòng 3 trừ 4 nhân dòng 1 này. Đấy. Nó sẽ ra luôn nhá. Nó giá chi tiết cho anh em tham khảo nhá. Đối với những cái bài tập khó đấy. Ok. Đấy thì đây nó có tất cả các dạng giải nhá. Từ tìm ma trận kịch đảo, tìm hạng, chuẩn bị, tính định thức đều có nhá. Rồi chuyển về dạng tam giác này. Đó anh em thấy chưa? Dạng tam giác này. Đó. Đưa tất cả phần tử về không này. Ok, thì mình giới thiệu hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em về cái trang web để tính toán ma trận nhá. Thì anh em nếu mà thấy clip của mình hay ấy, thì anh em để lại cho mình một like, một lượt đăng ký để ủng hộ channel của mình phát triển nhá. Nếu anh em có bất cứ thắc mắc gì về liên quan đến cái website tính magicker.org đấy, thì em có thể comment ở dưới phần bình luận để mình có trả lời anh em một cách nhanh nhất nhá. Đó. Anh em hãy tải anh em hãy lên cái website này, cái website này là hoàn toàn miễn phí thôi, không mất phí nhá. Hoàn giải các bài toán hoàn toàn miễn phí về ma trận nhá. Nó không mất phí đâu. Thì anh em hãy nếu mà gặp bất kỳ những khó khăn nào về giải bài tập thì anh em hãy lên cái bài tập liên quan đến ma trận này, thì lên cái trang web này nhá. Đấy nó sẽ có lời giải chi tiết cho anh em xem. Anh em hãy tải về và trải nghiệm nhá. Ở trên đây thì nó có rất nhiều các dạng giải bài toán thì mình cũng không thể ấy hết được cho anh em ấy. Trải nghiệm hết được cho anh em xem ấy. Mình chỉ ấy một số dạng cơ bản thôi của các bài tập liên quan đến ma trận như là tính định thức rồi ma trận đảo các thứ thôi. Đó, thì anh em hãy tải về và trải nghiệm nhá. Ok, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo nhá. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhá.